Nhiều chị em vẫn hay nói vui rằng từ hồi đẻ xong là như người mất não, cắm cơm quên bật nút, nấu ăn quên nêm gia vị. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn có được một người chồng cảm thông cho tật nhớ nhớ quên quên này. Cụ thể, Facebook của tên V đăng tải trong rút kính hình ảnh người vợ bị chồng đánh chảy máu trán, nước mắt lưng tròng và cho biết: lấy chồng như đánh bà các mẹ nhỉ, đúng là phận đàn bà, sinh ra đã khổ, lấy nhầm chồng khổ không tả nổi, chỉ vì nấu cơm quên cắm điện thôi mà. Phụ nữ khi sinh con xong, ai mà chả quên một lần, vậy mà bị đánh đập như thế này đây. Phụ nữ dù làm việc nhà vất vả mệt mỏi thì cũng nên tránh khỏi cái tên ăn bám, nhìn bạn mà tôi không cầm được nước mắt, thương số phận đàn bà quá. Bên dưới bài đăng này, Facebook V lại để là copy chứ không phải một trường hợp thực tế mà cô quen. Nhưng dẫu vậy, câu chuyện bị chồng đánh chỉ vì cắm cơm quên ấn nút vẫn khiến hội chị em cảm thấy sụp sôi, phẫn nộ nhảy vào bình luận. Người đàn ông như thế bỏ đi cho nhẹ lòng, đàn ông nó phũ lắm, nó không thương mình đâu. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận phẫn nộ với sự vũ phu của người chồng, thương cảm cho người vợ, nhiều dân mạng lại tỏ thái độ nghi ngờ về bài đăng. Họ không tin đây là một câu chuyện thật mà được Facebook về bịa ra. Mâm cơm của nhà khác ghép với mặt người khác, câu chuyện không rõ, bịa ra rồi ngồi chửi, sảnh quá đi kiếm tiền đi, lại bán hàng online nên bị chuyện câu like, tần follow đây mà. Mình thấy thương người phụ nữ bị chồng đánh, cho tới khi vào Facebook người đăng thì đã hết tin. Hiện tại vẫn chưa rõ thực hư câu chuyện này như thế nào, nhưng nhiều người dân mạng khẳng định những hình ảnh trên đã từng thấy ở một nơi nào đó và câu chuyện này là bịa ra nhằm câu like.